Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy hết lòng tin hiểu, phải biết vị ấy là Đại Bồ Tát, chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Giả như các loại hữu tình 3.000 đại thiên thế giới, tất cả sẽ đạt được tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, tất cả họ đều thành tựu, hoặc trí, hoặc đọa, nhưng chẳng bằng có người một ngày chấp nhận vui vẻ tư duy, đắn đo, quan sát Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Người đó đã thành tựu pháp nhẫn đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, hơn hẳn bậc trí đoạn kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì những bậc đạt tùy tín hành, vân vân, hay trí hay đoạn, đều đạt được vô sanh pháp nhẫn, nhưng chỉ là phần nhỏ so với pháp nhẫn của Đại Bồ Tát. Phật dạy các thiên tử, lành thay như các ông đã nói, thiên tử nên biết các thiện nam, thiện nữ vân vân lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa trong chốc lát, nghe rồi tin hiểu, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói. Các thiện nam, thiện nữ vân vân ấy sẽ mau ra khỏi sanh tử, sớm chứng niết bàn, hơn hẳn hạ người vì cầu thanh văn độc giác thừa mà xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, học các kinh điển khác, hoặc trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này bao quát tất cả những pháp vi diệu tối thắng. Những bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, vân vân đều nên phải tinh tấn tu tập kinh này để sự nghiệp đã tạo mau được rốt ráo. Theo chỗ nguyện cầu, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dựa vào sự học này đã đang sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy các thiên tử đồng thanh bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa này là Đại Ba La Mật Đa, là Ba La Mật Đa không thể nghĩ bàn, là Ba La Mật Đa không thể cân lường, là Ba La Mật Đa không số lượng, là Ba La Mật Đa không gì sánh bằng. Bậc tùy tín hành cho đến bậc độc giác đều tinh tấn tu học pháp này mà mau chứng niết bàn. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều tinh tấn tu tập trong đây mà mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tuy các thanh văn độc giác Bồ Tát đều nương vào pháp học này và mỗi mỗi đều đạt đến cứu cánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu vẫn không tăng không giảm. Sau khi nói lời này rồi, các thiên tử vui mừng hớn hở đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải Đức Phật 3 vòng rồi lui về cung. Đi cách hội chưa bao xa, thầy đều biến mất, mỗi vị đều trở về bổn cung. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tin hiểu sâu xa là từ đâu sanh về đây? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tin hiểu sâu xa, chẳng chìm, chẳng đắm, chẳng mê, chẳng hoảng hốt, không phân vân, không e sợ, không chấp thủ, vui mừng lãnh thọ, cúng dường cung kính, thường theo Pháp Sư thưa hỏi nghĩa lý, khi đi đứng, lúc ngồi nằm, không lúc nào rời bỏ, như bê con mới sanh không lìa mẹ, cho đến chưa đạt được nghĩa lý tinh tường rốt ráo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thường giảng thuyết cho người, quyết không lìa kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm và vị Pháp Sư thuyết pháp. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này vốn từ loài người, sau khi qua đời sanh đến cõi này. Vì sao? Vì đời trước Đại Bồ Tát này đã nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nghe rồi thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết, biên chép, trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Do thiện căn này được xa lìa 8 nạn, qua đời từ cõi người sanh lại trong cõi người, vừa nghe kinh này liền tin hiểu sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu có Đại Bồ Tát thành tựu công đức thù thắng như vậy, cúng dường thờ phụng chư Phật ở phương khác rồi, qua đời từ cõi ấy sẽ sanh đến cõi này, được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà tin hiểu sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, cúng dường, cung kính, không lười mỏi chăng? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát thành tựu công đức thù thắng như vậy, cúng dường phụng thờ chư Phật ở phương khác, qua đời từ phương khác, được sanh về cõi này, được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà tin hiểu sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, cúng dường cung kính, tâm không lười mỏi. Vì sao? Vì trước kia Đại Bồ Tát này từ chỗ vô lượng chư Phật ở phương khác, được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà tin hiểu sâu xa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, giảng nói, cúng dường cung kính, tâm không lười mỏi. Nhờ thiện căn này nên qua đời từ cõi này sẽ được nghe kinh này và tin hiểu sâu xa.
Lại nữa thiện hiện có Đại Bồ Tát thuộc thiên chúng ở trời Đổ Xử Đa qua đời sanh vào trong loài người, họ cũng thành tựu công đức như thế. Vì sao? Vì đời trước Đại Bồ Tát này đã ở cõi trời Đổ Xử Đa. Chỗ của Từ Thị Đại Bồ Tát, thưa hỏi nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, do thiện căn này qua đời ở cõi kia sanh vào loài người, được nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa tin hiểu sâu xa, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy giảng nói cúng dường cung kính, tâm không lười mỏi. Lại nữa thiện hiện có các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, đời trước tuy được nghe Bát Nhã Ba